Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Hôm nay là 24 tháng 1 âm lịch. Thời điểm này tất cả anh em đã hoàn tất cái công việc là con tàn, rồi tha dắt trồng cho cây. Những cái công việc đầu năm đã hoàn tất. Thì cây cảnh đại Việt cũng đã chia sẻ cho tất cả anh em hai cái clip. Một cái clip là hướng dẫn anh em cắt con tàn cây mai tàn, và cái clip thứ hai là hướng dẫn cái cách trồng xử lý lại bộ rễ cho những cái cây mai yếu kém hoặc là phát triển không có mạnh, rồi những cái cây mà chất trồng nó đã cũ, nó đã không phù hợp thì chúng ta tiến hành thay. Thì sau khi hoàn tất các cái công việc đó thì hôm nay cái cảnh đại Việt tiếp tục ra cái clip thứ ba, chính là cái clip mà chăm sóc cây mai sau Tết nó gồm có những cái công việc gì. Công việc đầu tiên đối với những cái cây mai vàng nuôi chậu thì gồm có cây mai tàn, cây mai bonsai. Trường hợp thứ nhất là anh em con tàn thay chất trồng cho cây, thì khi động đến cái bộ rễ của cây thì cái nhiệm vụ đầu tiên á là đối với những cái vùng mà nắng nóng nhiệt độ cao, anh em nên dùng lưới để che mát cho cây để giảm nắng, hoặc là ta đưa cây ra các cái vị trí như là bóng mát bóng râm. Ví dụ như cái trường hợp là hai cái cây này ở đây đó là nó được nhờ có cái cây lộc vừng nó giảm nắng cho nên là mình không có che lưới, còn lại những cái cây ở ngoài nắng á, là phải che lưới để bảo vệ các cái nhánh, các cái dàn xương của cây mai chúng ta, tránh nó mất sức rồi nó khô, nó bỏ chi thì nó bị lỗi cây, cho nên là phải dùng lưới. Anh em có điều kiện thì làm cái khung che. Mình ở đây thì những cái cây mai nó không có cùng cái thước, với hai mình không có cái điều kiện để làm cái không gian để làm cái dàn lưới, thì mình dùng cái lưới che tạm thời cho cái cây, khi nào cái cây nó ra lá thì mình lấy cái lưới nó ra. Thì đối với những cái cây mai mà nuôi chậu mà anh em động đến cái bộ rễ thay chất trồng á, thì cái chế độ chăm sóc như thế nào? Che lưới giảm nắng, rồi phun cái nước mát trên cây ban ngày, ta phun vào lúc trời nó nắng, nhiệt độ nó cao giúp cây nó mát. Thì trung bình là khoảng từ 1 tiếng 2 tiếng anh em phun một lần, có điều kiện phun thường giữ ẩm cho cây thì nó tốt. Cái công việc thứ hai là chúng ta phải kích rễ lại cho cái cây mai để cây nó ra rễ trong cái thời điểm hiện tại. Rễ cây mai nó ra sớm hoặc là cùng một lúc so với nhánh thì cây mai chúng ta nó sẽ phát triển. Khi lá nó ra nó được cung cấp dinh dưỡng thì anh em quan sát cái lá nó sẽ đẹp. Còn những cái cây mai mà anh em thấy lá nó ra mà thấy nó không đạt nha, thì có nghĩa là cái cây mai mình nó yếu, bộ rễ nó ra chưa kịp, thì bảo đảm là nó lấy cái nhựa của cây nó nuôi. Đến cái thời điểm mà lá nó cần dinh dưỡng thì cây nó không có đáp ứng được, cho nên là cái lá nó sẽ không có dày, không có xanh và không có to. Cái thuốc kích rễ á, thì cây cảnh đại Việt đã chia sẻ cho tất cả anh em 2 năm trước đây là phân biệt thế nào là cái thuốc kích rễ và cái thuốc dưỡng rễ. Thì trong giai đoạn này thì anh em tìm ở ngoài thị trường có những cái loại thuốc nào kích rễ tốt anh em mua, thì cây cảnh đại Việt cũng có ra một cái sản phẩm đó là cơ mô chính. Thì cái trong đây nó có cái thành phần kích rễ cũng như là dưỡng rễ để hỗ trợ cho những cái cây mai suy yếu trong cái quá trình cứu cây cũng như là kích rễ lại cho những cái cây mới bứng. Thì cái thuốc kích rễ này liều lượng pha 1 lít nước pha 1 cc tưới vào gốc cũng như là phun lên thân, cái chu kỳ là 7 ngày một lần. Thì đối với từng cái cây mai á thì anh em pha cái thuốc vào nước á, anh em tưới như thế nào á là cho tất cả các cái vị trí ở trên chậu nó phải đảm bảo là nó ướt đều nha. Tùy thuộc vào cái chất trồng thì có cái lượng nước chúng ta tưới nó cũng tương đối khác nhau.
Ví dụ như cái cây mai này trong cái chậu là 1m2 thì mình tưới khoảng là 20 lít, còn những cái cây chậu nhỏ hơn thì anh em giảm dần, thì tưới khi mình thấy là cái nước nó nhiễu ra bên ngoài là được, cũng đừng tưới dư quá, tưới dư quá thì nó phí thuốc. Bên cạnh cái thuốc kích rễ đó thì anh em sử dụng thêm cái thằng Ridobengon này để chúng ta pha tưới vào gốc, để giúp cho cái bộ rễ của cây mai chúng ta nó kháng khuẩn kháng nấm ha, rồi nó chống cái trường hợp thối rễ, cũng như là giúp cho cái chất trồng chúng ta nó đảm bảo tốt hơn. Thì với cái liều lượng pha là cái gói này là 100g, thì anh em pha tầm khoảng là 40 lít nước là đạt. Chúng ta tưới trên bề mặt của chậu cây mai. Thông thường á, cái loại Ridobengon này á, thì anh em chỉ cần đầu năm chúng ta tưới một lần cho cây là được. Còn cái kích rễ á, thì anh em tưới ra 7 ngày chúng ta tưới một lần. Thì đối với những cái dòng cây mà nó đã có bộ rễ rồi, chúng ta kích thêm thì anh em chỉ cần tưới 2 đến 3 lần thôi. Khi mà cái cây mai nó nhú những cái chồi lá như thế này, anh em thấy cái tỷ lệ mà nó nhú nhiều á, thì mình chuyển qua sử dụng cái thuốc dưỡng rễ, mục đích để cho các cái mắt lá cũng như là cái nhánh lá nó mập lên, cái khoảng cách lá nó không thưa. Như cái trường hợp này là anh em thấy là cái mắt lá nó thưa nè ha, thì nó sẽ không có đẹp. Và khi mà chúng ta chăm cây nuôi cây mà để cái mắt lá như thế này là ok nè, nó ra nó khít vậy là ngon. Trường hợp thứ hai là đối với những cái cây mai mà anh em con tàn mà chúng ta không có thay chất trồng á, ví dụ như cái cây này, đây là cái cây mai ghép hoặc là cây mai zin cũng vậy, cái chất trồng mình không có thay, thì cái cây này năm rồi mình đã làm rồi, năm nay mình không thay, thì mình không cần phải tưới kích rễ đâu ha, thì mình sử dụng cái dưỡng rễ mình tưới luôn. Tại vì trong cái thành phần dưỡng rễ nó cũng có cái lượng kích rễ cho cây, nhưng mà nó cái thành phần nuôi cây nó nhiều, cho nên là anh em mà dùng nó để tưới phun lên trên cây luôn, thì sau này cái cây của mình nó ra lá, cái lá nó nhặt, cái nhánh lá nó sẽ mập rất là đẹp. Thì cái thuốc dưỡng rễ ngoài thị trường như mình thấy là như có là Root 2 N3M, đó là những cái loại thuốc mà mình thấy có thể sử dụng được. Thì ở đây cái cảnh đời Việt cũng đã từng chia sẻ cho anh em cái combo 2, nó chính là dưỡng rễ, dưỡng nhánh, dưỡng lá ha. Thì đây là mình một cái hỗn hợp mà hữu cơ và nó chứa đầy đủ các cái thành phần đa chung vi lượng cho cây, nó giúp cây hấp thu nhanh và nó nuôi cây, nó giúp cây ra rễ và cây nó phát triển rất là nhanh. Thì bên cạnh đó thì cũng anh em cũng sử dụng Ridobengon ha. Thì cái cách sử dụng của hai cái sản phẩm này cũng như là cái trường hợp một là chúng ta sử dụng kích rễ và cái thuốc. Thì ở đây cái chu kỳ của thuốc dưỡng rễ thì anh em có thể là sử dụng là từ 7 ngày đến 10 ngày chúng ta tưới phun một lần. Đối với cái combo 2 thì anh em pha là 1 lít nước, chúng ta cũng pha là khoảng từ 1 đến 1.5 cc. Ví dụ những cái cây mai già thì chúng ta pha thuốc đậm hơn xíu, còn những cái cây mai mà cảm thấy nó non trung bình thì chúng ta pha khoảng 1 cc là được. Chúng ta tưới phun trên cây. Khi tưới thuốc thì anh em lưu ý ha, chúng ta tưới vào buổi sáng ha, phun trên cây. Còn khi cây bắt đầu nó có lá thì anh em pha cái thuốc phun trên lá, ví dụ như combo 2 anh em phải giảm cái liều lượng phun trên lá so với tưới gốc nha, tất cả các loại thuốc luôn. Bởi vì trời nắng nóng nè, nhiệt độ cao là rất là dễ ảnh hưởng khi cây mai nó ra cái lá non. Ví dụ như nó ra cái lá như thế này nè, rồi anh em là đưa cái thuốc mà phun trực tiếp lên lá rất là không an toàn. Cho nên là anh em lưu ý là khi chúng ta sử dụng phân thuốc là chúng ta phải nắm được cái cách sử dụng cho nó hiệu quả và đúng cái thời điểm. Còn cái trường hợp mà những cái cây mai anh em con tàn mà chúng ta trồng ở ngoài đất á, thì không cần phải che lưới, anh em chỉ cần tưới dưỡng rễ thôi và Ridobengon thôi ha.
thì cái thời gian mà chúng ta sử dụng cái thuốc dưỡng rễ nó kéo dài cho đến tháng 6 âm lịch, để cho cái cây chúng ta nó phục hồi và nó ra thược. Cho đến khi mà tháng 6, tháng 7 âm lịch đó là chúng ta làm cái bộ lá nó già thì chúng ta sẽ không có sử dụng cái thuốc này nữa. Vì giai đoạn đó là chúng ta làm nụ cho cây thì chúng ta phải đi cái chế độ dinh dưỡng nó khác. Còn cái chế độ tưới nước vào gốc thì trong cái quá trình kích rễ cho cây, anh em không tưới nước quá nhiều vào gốc, thì ngoài cái lượng nước mà anh em phun ở trên cây á, nó sẽ rớt xuống, nó cũng đủ để làm mát. Thì với cái thời tiết này thì một tuần anh em chỉ cần tưới nước vào trong cái chậu một lần thôi, để duy trì cái độ ẩm thôi cho cây, để giúp cây nó kích rễ. Khi nào cây nó có lá thì chúng ta mới tăng dần cái thời gian tưới nước lên để cho cây nó lấy được nước. Còn đối với cái trường hợp mà những cái cây mai anh em là tỉa bông, tỉa nụ mà chúng ta nó ra lá nhiều á, mà chúng ta không có con tàn, chúng ta để như vậy chúng ta nuôi. Lý do là khi cây đang lá non á, là cái bộ rễ cái mai dưới nó đang ra rễ á, thì chúng ta cây nó đang yếu, chúng ta không có con. Chúng ta con làm á, thì rất hay dễ bỏ chi bỏ nhánh. Cho nên là những cái cây mai này thì chúng ta phải chăm như thế nào? Thì anh em tiếp tục chăm cho cái bộ lá này nè, cho nó già. Khi cây nó lá như thế này nè, thì cái lá dạng mà lá mạ đó, đây, cái này là cũng hơi trễ rồi. Cái lá mạ là cái lá mà nó cần dinh dưỡng thì lúc đó ta đưa vào. Nếu anh em không đưa vào á, nó sẽ xảy ra cái tình trạng giống như thế này. Anh em thấy cái lá nó xanh mà nó kiểu như nó vàng lá càng xanh đó, là nó không có dinh dưỡng đó. Thì trong cái trường hợp này á, là anh em là cái chế độ phân thuốc như thế nào? Thì chế độ nước thì anh em vẫn tưới cây bình thường ha. Lưu ý là những cái cây mà anh em thấy cái chất trồng mà nó thoát nước nhanh quá thì chiều chúng ta khoảng 3 giờ chúng ta phải tưới lại một lần nữa cho đảm bảo cây mình đủ nước. Còn cái chế độ phân thuốc thế này thì đối với cây mai này á, thì anh em không cần phải tưới kích rễ, chúng ta tưới dưỡng rễ cho cây chu kỳ là khoảng 7 đến 10 ngày một lần, và cũng tiếp tục sử dụng Ridomigon để tưới cho cây một lần ha. Trong cái giai đoạn là bắt đầu nó lúc mà nó ra cái lá mạ cho đến nó cái thời điểm là bây giờ. Rồi khi cây nó có cái bộ lá như thế này nè, thì chúng ta đưa dinh dưỡng vào. Thì trước khi đưa dinh dưỡng á, và đối với những cái cây mai nuôi chậu chúng ta tưới nước á, nước trực tiếp vào trong cây á, là cái nguồn nước chúng ta thường thường nó không có đảm bảo, là cái pH nó thấp, thậm chí là nó có cái nước nó ảnh hưởng có cái loại kèm này nọ thì nó không có tốt cho cây. Cho nên đó là cây cảnh đại Việt đã từng là chia sẻ cho anh em sử dụng cái vôi sữa này, thì cái thành phần chính của nó là chính là canxi và magie. Thì đây là hai cái nguyên tố là trung lượng nó sẽ giúp cây nó đẩy đạm lên và lăn lên để nó nuôi cái bộ lá này cho nó tốt. Thì trong cái trường hợp mà cái cây này anh em thấy là mình chưa có đưa cái phân, cho nên là cái bộ lá cây này hiện tại bây giờ là nó không có to là một, thứ hai là cái độ xanh dày nó, cái bộ lá nó cũng không có tốt như là những cái mình nuôi trong năm. Thì thời điểm này cái bộ lá này mình không có quan tâm, mình mục đích của mình đó là chỉ đưa phân thuốc vô để cho cái lá nó già thôi, cho cây nó tích nhựa, cho nó khỏe lại để qua cái tháng 2 á là chúng ta con tàn. Thì thời điểm này anh em có thể là sử dụng là cái phân hữu cơ ha, phân gà hữu cơ khoáng ha, của Nhật. Thì nó có tỷ lệ là đạm là 4 chấm, lăng là 3.5, kali là 3.5. đưa vào trước cái này là cái dạng viên ấy thì nó tan chậm, cho nên là khi anh em tưới cái vôi sữa này rồi chúng ta có thể kết hợp là chúng ta rải cái phân gà vô đây luôn, tại vì phân gà mình tan chậm trong vòng khoảng 7 ngày nó mới tan hoàn toàn. Cho nên là khi tưới vôi sữa thì khoảng 24 tiếng là cái cây chúng ta nó có tác dụng. Thì cái cách mà sử dụng cái vôi sữa này, đây là cái chai 1 lít. Thì 16 lít nước anh em pha 4 nắp của cái chai này. Chúng ta tưới đều một cái lượng vừa đủ vô chậu.
Rồi chúng ta rải cái phân gà. Thì đầu năm thì trời nắng nóng ha, cây chúng ta cũng hạn chế là được sử dụng các loại phân hóa học, phân vô cơ. Anh em nên sử dụng cái phân hữu cơ, phân vi sinh là phân chùa là nó sẽ tốt. Nó giúp cây nó ăn nhẹ và chúng ta cung cấp nước cho cây cho nó đều, cho nó ổn định. Còn cái thuốc dưỡng này á thì anh em vừa tưới vừa phun lên lá. Và khi cây có lá như thế này, cái liều lượng mà chúng ta pha thuốc á, phun trên lá nó giảm 1/2 so với tưới gốc. Thì cái cây này á, anh em cứ nuôi bình thường. Tới qua cái tháng 2 năm nay nó có nhừng 2 tháng thì được cái thời điểm mà đợi lá nó già đi. Rồi chúng ta con tàn, lúc đó cây nó ra nó rất là mạnh, nó khỏe, nó đủ lực. Rồi nó rất tốt và nó an toàn. Thì kinh nghiệm mà nuôi cái mai trên chậu á, anh em đầu năm thường á, là chúng ta xử lý cây á, là anh em phải xử lý sớm từ cái mùng 4 cho đến mùng 10 trước cái thời điểm mà cây nó ra lá. Còn nếu như chúng ta không có thời gian á, chúng ta có thể bấm cái đuôi lá hết rồi qua tới mười mấy rồi chúng ta làm cũng được. Anh em để nó ra lá rồi lá nó phát triển thành cái lá mạ, rồi ở thời điểm đó nó nhiều quá chúng ta không có làm được. Cho nên là trong cái quá trình mà chăm sóc cây mai, chúng ta chia ra từng cái trường hợp và chúng ta cũng có thể can thiệp vào để chúng ta làm theo cái ý của mình. Như vậy là đối với những cái cây có lá như này chúng ta chăm bình thường ha, chế độ nước bình thường. Anh em chỉ có lưu ý là cái trường hợp mà những cái cây mai mình trồng, mình thay chất trồng á, mình kích rễ lại á, thì cái chất trồng chúng ta như thế nào nó phải đảm bảo là nó sao nó không có được dư nước ha, và nó mát thì nó chúng ta đưa thuốc vào nó kích rễ rất là dễ. Và những cái cây mai anh em bứng mà lên chậu mà để cái cục đất trồng là không bao giờ mà nó phát triển được. Anh em lưu ý là chúng ta phải phá bớt cái bầu đất ra, ít nhất là cũng phải là 50%, rồi xử lý mấy cái mặt cắt rễ rồi anh em trồng lại thì nó mới hiệu quả. Rồi hy vọng là thông qua cái clip này đưa ra các cái vấn đề nó tương đối, nó cụ thể để cho anh em hiểu nắm bắt được cái cách mà sử dụng thuốc dưỡng rễ, thuốc kích rễ, rồi phun nước mát cho cây, rồi khi nào sử dụng phân và cái gì hỗ trợ cho phân. Thì những cái cây mai mà chúng ta nuôi ở dưới gốc á, thì anh em nhớ là hai cái sản phẩm, một là phân là chính, cái hai là cái sản phẩm phụ là điều chỉnh cái pH nước để cho cái chất trồng chúng ta nó có một cái pH nó tốt thì cây nó sẽ phát triển tốt. Cuối cùng thì cái cảnh đại Việt cũng xin gửi lời chúc cho đến tất cả anh em, cô chú bác, là chúc sức khỏe và thành công.